Rồi ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Nicky. Trước khi vào dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Lúc này chuẩn bị kết thúc cái banner của Cormoran rồi, nên mình tiếp tục sẽ quay nốt một lần X10 nữa xem được hay không. Thì ở đây mình sẽ có ở đây có 6 cái vé với lại 1.900, sắp xỉ 2.000 kim cương. Nói chung là chỉ được một lần X10 thôi. Để phát này ra thì sướng, không ra thì thôi nhá. À, quên mất sang đúng banner chứ. Đây, banner của Cormoran này, lấy sưu tầm thôi, cũng chả chơi đâu. Vận may tới không nào? Cái này không gian nó có như hết hy vọng nha, vì đây còn khoảng lúc mình quay video còn đúng khoảng tầm 1 tiếng nữa, 1-2 tiếng nữa là kết thúc rồi. Có hy vọng này, có hy vọng này. Xem có kiếm được không nào. Cái này lé nào, lé vàng chắc chắn là có vàng rồi, quan trọng là có mấy con mà có không à. Ui, ba con, vãi rồi, ba con. Ba con chắc phải trúng được một con chứ. Con nào đây, Moran không, Moran không. Đây rồi, giời ơi. Khởi đầu may thế, không biết được. Còn hai con nữa cơ, hai con nào quay phát là double ba con không ta. Con này không chơi mà ra nhiều con vẫn sướng chứ. Để chơi vui vui thôi mà. Regime mà regime thì càng tốt. Con nào đây? Haran, Haran này không chơi lắm thôi kệ, nó nhiều sao cũng tốt. Tetra tiếp này, con nào đây? Con nào? Rupee. Ờ ok, như vậy thì nói chung là hai con tăng sao, một con mới không? Như vậy rồi, siêu tầm là đủ thôi. Lâu lắm được phát X3. Ôi giời, bỏ công mình quay, mình đã định không quay ở đâu mà may. Tức là cái sự kiện con Moran ấy là mình, cái sự kiện đấy mình đổi hết vé từ trước rồi, nhưng mình thấy có hàng gần 2.000 kim cương. Nhưng mình nhớ ra sự kiện mới của con Privati ấy, nó lại cho mình đổi được 6 vé. Lần trước mới đổi 4 vé mà, giờ này đổi thêm 6 vé nữa nên ra tí lại đủ, nên ngon. Và có thêm con siêu tầm là tốt rồi. Rồi ok, mấy con nâng cấp thì có rupee ở chỗ nào nhỉ? Nâng lên chút xíu. Con này trước mình lấy về mình chưa nâng cấp lõi không? Đây mình chưa nâng cấp về tức tỉnh lên chút xíu này. Thế rồi quay ra tiếp xem có con nào nữa nhỉ. Con này thì lấy về vui vui thôi, thì mình cũng chả chơi, lấy về chơi chơi tí vậy thôi. Nhận tí quà chỗ thân mật khi mình lấy nó được lần đầu tiên. Nói chung là phải công nhận là mấy cái con này, tức là nếu mà nói độ cân đối và đẹp ấy, thì mình thích con Moran hơn là con Privati. Nói thật là Privati cái vòng một thiết kế hơi lớn quá. Và dù cái gì to thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó hơi lớn. Con này cảm giác nó cân đối hơn này. Nhưng mà nói chung là về đội tư vấn thì bảo hai con này đều không chơi. Thực ra vì có lẽ do nick mình cũng lắm con xịn quá thì thôi mình bỏ qua nó. Rồi giờ quay tiếp về đây nâng nốt mấy con lên rồi nối tiếp video vào ngày khác thôi, vì gacha nhanh quá chưa bỏ công đúng không. Mình sẽ để nối tiếp video ngày khác gacha tiếp một cái con, mấy con vừa ra rồi nhỉ. Con nào ra đây, con này rupee, mình sẽ nâng cấp lên một chút xíu. Nói chung là game chơi vậy là cũng khá thành công rồi. Mình nhấn mạnh các bạn chơi cày dạo này đi chơi cày chay thôi đúng không? Chứ nếu mà chơi nạp thì còn kỳ vọng nhiều, chứ còn cày chay không kỳ vọng nhiều. Con này lên 3 sao rồi. Còn một em nữa nhỉ, em đâu nhỉ? Haran đây, nâng đốt Haran. Nói chung là ngày hôm nay coi như là thành công nha. Bây giờ mình sẽ nối tiếp bạn sang một ngày gacha khác. Con này Haran đây được 3 sao rồi. Và chắc đấy sẽ là con sự kiện mới thôi. Tại vì con Privati với con Moran thì vừa quay ra nhé. Con Privati video trước quay ra rồi. Là mang tính chất siêu tầm, mình đã siêu tầm một con rồi. Nên chắc phải để dành tài nguyên cho con sau mình gacha thêm thôi. Còn bây giờ hiện tại vẫn chưa thấy con nào thực sự quá là khỏe để mình dồn vào. Mà kể có dồn thì cày chay làm gì có gì dồn đâu. Tại vì đa số bây giờ là map thì đi xong map rồi. Còn mỗi cái map khó thì rất là khó đi, cũng chả được mấy. Nên thành ra cũng không kiếm thêm nhiều tài nguyên. Nên thôi tích được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Rồi mình sẽ nối tiếp video bạn sau một ngày gacha khác nhé. Rồi ok nha, tiếp tục trở lại với Nicky nha, tiếp tục ra đợt 2 banner thứ hai của cái đợt sự kiện của con của hai con bên này. Nó chủ quên xử tên rồi. Con Parity với con gì ấy. Thì cho cái này bắt đầu ra thêm con AD đây. Thì con này tiếp tục dẫn sẽ là nhà Tetra nha. Mà con đứng vị trí số 2, mạnh yếu chả quan tâm lắm, xem qua tí chung quay siêu tầm là chính thôi. Đây là dạng bắn của nó nhé. Mình thích chơi con kiểu rỉa súng nhiều nhiều, cái này tí kiểu nó dễ bắn. Đấy là sơ qua chút xíu, bây giờ đi quay xem ra nhé. Thực ra mình chỉ quay được có 10 lần nữa, không ra thì lại phải nối tiếp video, có thể sẽ không kiếm được đủ vé lần tiếp theo. Nên bắt buộc phát này ra cho mình, không ra phát này là hụt này. Còn cái banner cũ của con đấy là con Parity, cái dạng là bồi bàn này thì cơ bản đã có rồi nên mình không quay nữa. Mình quay sang bên này nhé. Còn 11 ngày nữa mới hết banner này thì chắc có thể quay được khoảng 2 lần X10 nếu giả sử không ra. Nhưng mà bây giờ phát này trong thời điểm này chỉ quay được một phát thôi. Thì hy vọng sẽ nổ luôn. Đừng có lệch mệt lắm. Và đừng có nhọ. Hy vọng thôi. Xem con này có ra cam này. Thôi phát này nhọ rồi. Có nổ lên được cam không? Hơi khó, phát này có vẻ tương lai tăm tối rồi. Không được rồi.
Như vậy lại phải nuôi hy vọng kiếm 10 vé nữa rồi nuôi hy vọng thôi. Rồi sang banner thường nhé. Ở banner thường bên này mình có 24 vé quay 2 lần x10. Nói chung là các con trong banner có thể quay được, mình quay được hết rồi. Chỉ là quay thêm một chút xíu kiếm thêm con trùng để lấy thêm tí tài nguyên thôi, nâng thêm sao thôi. Cái banner kia hụt sang bên banner này toàn dính thôi. Xem nó dính con nào nhé. Bây giờ lấy để tăng sao thôi. Chứ còn tướng là có hết rồi. Ui phát này nổ hai con thế không nổ bên kia, đậu phộng ấy chứ. Tại bên này chắc chắn sẽ không quay được con ở banner kia. Rồi banner kia nó mới ra chắc bên này không có. Nhưng mà xem phát này nổ hai con là con nào đây. Một con bên Elysian. Con nào đây, con nào đây. À con này cũng được. Con Golotini này. Cái con này nó nằm trong cái team đánh theo cái tháp của mình nên là cũng được. Tiếp tục còn con nữa. Con tiếp theo sẽ là con gì đây. Một con bên Mycelid đây. Biết đâu phải ra tiếp Tia Naga tiếp. Đây này vừa nhắc xong phát này Tia này cũng được. Tia nằm trong team chính. Lấy về tăng sao tốt. Nó cứ ra Tia Naga sướng. Nói chung hôm nay ra là hai con nằm trong cái team đánh tháp của mình nhé. Đặc biệt là con Tia con mình dùng khá là nhiều. Quay nốt đi. Nó kiểu con đen banner này đỏ banner khác ấy mà. Con này xem có đổ vàng tiếp không nhé. Nếu đổ vàng tiếp là nó hơi nhọn cái banner kia không nổ đấy. Con này hụt rồi. Nhưng mà thôi ra là con Tia là cũng ok rồi. Đây là chơi từ từ nhúc nhắc và từ từ mình cũng sẽ tăng sao lên thôi. Xem cái banner trái tim còn không quay nốt thì mất công quay thế. 370 được 3 lần x10. Cái này hụt rồi. Tiếp tục. Hụt tiếp rồi. Phát cuối rồi. Hụt, hụt nốt thôi. Nói chung đường phát là banner thường nữa. Rồi banner kiểu tình cảm tướng với nhau cái này thì chịu rồi. Banner trái tim và đen rồi. Rồi ok, tôi ở đây giờ quay về đây lấy tiếp tích điểm mở random tiếp nhé. Mình lại vào trong shop này. Random tí cho vui thôi, thì ra mình muốn nâng chỉ số hơn mà cũng thích kiểu random nhiều. Rồi ở đây quay về đây mình có cái này. Mình đổi đây được 15. Nói chung là ít nhất là được cái này bên trong tích lũy trong kia ít nhất được 2 lần hên xui rồi của cái ngọc cam. Đầu tiên là cái tím trước đây. Tím thì vẫn ra tím chuyện bình thường. Bây giờ có 2 lần cơ hội cam này. Ít nhất phải ra mình một phát vàng nhé. Ôi ra 2 phát vàng luôn. Nhưng mà hai con này đều ít dùng. Thôi lấy về tăng sao thôi. Rồi sang bên này nhé. Tia nâng tiếp như vậy. Tia mình lên được 3 sao này. Kiên trì chơi thì từ từ cũng sẽ có đúng không? Lên được 3 sao tốt rồi. Nếu vậy được cặp Tia Naga đều được 3 sao hết rồi nhé. Nói chung là hầu như những con mình hay chơi đa số lên 3 sao đấy. Giờ còn nỗi cái cặp thỏ nữa. Cặp thỏ chơi lên được 3 sao thì cứ từ từ chơi rồi từ từ nó sẽ lên được 3 sao thôi. Tiếp tục vào xuống con này nâng lên này. Con này lên được sao đầu tiên này. Nói chung là banner con tướng nãy quay hụt là vẫn còn một cơ hội đấy nhé. Chẳng qua không biết là ngày nào chốt được thôi. Tại vì vẫn còn tận 11 ngày thì vẫn còn hy vọng. Thế thì mình nối video các bạn xem gọn trong ngày thôi, nhưng mà về bản chất nó còn 11 ngày. Rồi ok, như vậy ngày hôm nay tạm tạm như thế. Bây giờ tiếp tục ở đây nhận thêm tí quà này nữa. Mình nhận chỗ này mình sẽ nhận thêm được 300 nữa, còn thứ này được 2.100 rồi. 11 ngày kiểu gì mình chả kiếm được 3.000 kim cương. Kiểu gì chẳng quay thêm một lần nữa. Chỗ event đây nó báo chấm đỏ cái gì nhỉ. À nhận tí cái quà trong này. Cái pass này. Rồi ok nhé, như vậy tinh thần chung là như thế. Còn thôi mình sẽ tiếp tục nối tiếp video vì nó vẫn đang khá là ngắn. Mình sẽ nối tiếp video bạn ngày gacha khác. Rồi ok nhé, tiếp tục xoay thêm 3.000 kim cương rồi. Ta vào đi quay gacha phát nữa. Hình như phát này cơ hội gần như cuối cùng đấy. Thực ra mà còn chục ngày mà sợ không kiếm được đủ. Thực ra nếu mà giao thoa một cái banner mới thì khéo vẫn kiếm thêm được 10 vé nữa. Nhưng mà thôi đấy, tùy cơ ứng biến. Tiếp tục quay tiếp con AD nha. Ra luôn thì cho trọn vẹn. Bây giờ mình chỉ chơi siêu tầm nữa. Thì cũng chả quan tâm nhiều nó mạnh hay yếu nữa. Muốn ra hàng con cho đủ bộ nữa. Đây phát này nổ vàng này, có hy vọng này. Hy vọng không bị lệch nhé. Xem được mấy con vàng này. Có vàng là có hy vọng rồi. Được một con thôi. Xem cái này có bị lệch không. Con này nhà tê cha, ra tê cha có thêm hy vọng. Tê cha không, tê cha không.
Tê cha rồi, ra đúng không? Đúng không nào, đúng không nào, đúng không nào? Có gì đây? Đây rồi! Trời ơi, tuyệt vời. Nó cứ ra vầy nữa, tớ phải tốn vé vàng. Ok, đừng con siêu tầm rồi. Ok nhá, như vậy lấy được rồi nhá. Em này có vẻ kín đáo hơn các em khác nhưng thôi không sao, lấy về siêu tầm thôi. Như vậy cái con đường dạo gần đây cũng khá là may mắn đấy. Hầu như con giai đoạn sau hầu như đều lấy được hết. Đây con tướng mới không? Một con vị trí số 2. Còn dùng hay không thì không biết nhưng mà thôi cứ trước mắt cứ lấy về đã. Nhận thêm chút kim cương. Rồi. Vứt bừa tí trang bị vào nó đỡ trống thôi. Đấy, thì nói chung là này được con này rồi, là đẹp rồi nhá. Tôi nghĩ là như vậy là cũng gọi là thành công tốt đẹp rồi đấy. Đời lúc nào cũng đẹp về tốt. Xong lâu lâu mình sẽ gom lâu lâu mình sẽ làm một con nào đó mà mình cảm giác nó kỳ vọng một chút xíu, mình lên nhiều sao một chút xíu. Cho năm vừa qua thực ra mình chỉ đợt đầu game ấy là mình cố được con Litter nhiều sao này. Xong về sau đến đợt tiếp theo là mình cố con Moderia này. Đến thời điểm này cũng lên được. Thực ra gần đây bắt đầu lên được 3 sao thôi nhưng ngày xưa cũng cố nhưng mà không được. Xong về sau cái cùng đợt tiếp theo mình cố tiếp đợt tiếp theo là cố đợt Tianaga. Là cái đợt đấy đợt mình cố cái banner đôi đầu tiên. Xong rồi hơi ngược cái mọi người chút xíu về sau mới quay về cặp thỏ. Người ta thường đúng logic người ta lấy cặp thỏ trước đến cặp Tianaga sau đúng không? Nhưng mà mình là thằng lấy Tianaga trước, sau đó xong rồi chờ lệch rết ra cặp thỏ. Xong đến Tết vừa rồi mình lấy đợt sinh nhật vừa rồi mình lấy thêm con Red Hood. Thì đấy những cái con tướng mà mình dồn đấy. Và trong quá trình quay cũng lệch ra một số con khác, ví dụ con Ali cũng được vô tình làm sao lại lên được nhiều sao. Hay ra số con khá là ngon, ví dụ như là con Lumila ở đây, cái con dạng băng tuyết ở đây, hay là con Marisiana này, hay là con Volume là một con đủ 3 sao sớm nhất trong cái team của mình đấy. Đấy kiểu vậy. Đấy, nói chung là cứ tùy duyên thôi, từ từ ấy thôi. Và đây chủ yếu mình thì thiếu những con limited ấy, những con kiểu collab ấy mà mình không quay được có thể sẽ bị thiếu. Còn về cơ bản những con mà hữu dụng trong game ấy là hầu như mình đã có hết rồi, đúng không? Còn chỉ thiếu một vài con collab thôi, còn những con nó hữu dụng là có rồi. Nên là ra mình chơi game giai đoạn này khá là nhàn. Ví dụ như là cái map là đã đi xong hết map rồi, bạn thấy không? Ấn vào không có, giờ có mỗi cái map khó thôi. Còn cái map cơ bản là xong rồi. Cái map khó thì nó vô cùng lắm, từ từ đi trải nghiệm dần thôi. Đấy, đó là tinh thần chung như vậy là ok nhé. Nhưng mà tuy nhiên thấy thời lượng vẫn hơi ngắn thì mình sẽ nối tiếp bạn ngày gacha khác trong một cái banner đợt khác. Chứ mà game này giờ chỉ thuần gacha đây là mình cũng phải chờ hết cái banner này còn mấy ngày nhỉ? Cái sự kiện này nó còn mấy ngày nữa? Sự kiện này nó chỉ còn có 3 ngày 8 giờ, tức còn khoảng hơn 3 ngày nữa sẽ nối tiếp bạn sang ngày thứ tư để ra cái banner mới, đúng không? Có tức là cái banner sẽ móc nối sang nhau nhé. Ví dụ banner này còn mười mấy ngày nhưng ra banner mới sẽ móc nối vào giữa cái banner này. Nên nói chung mình sẽ quay tiếp lúc đấy để khi mình kiếm thêm, mình thường mỗi banner ra mới nó sẽ cho mình 10 cái vé vàng. Lúc đấy mình sẽ mỗi cái sự kiện nhỏ ra mới cho mình 10 cái vé vàng để lấy cái đấy mình gacha tiếp. Còn bây giờ mình sẽ nối tiếp video các bạn xem nhé. Rồi ok, tiếp tục sang một update mới, lại cho thêm sự kiện mới, lại có banner mới, lại đi siêu tầm tiếp. Thì trong banner này đây, tôi sẽ quay ở đây. Thì hôm nay mình sẽ kiếm được khoảng tầm 20 lần roll. Tiếp tục ra tiếp con Alex ở đây này. Thì con này nói chung thì về cơ bản vẫn là con mang chất là siêu tầm thôi. Còn trong đội hình chính chắc mình không dùng tới, tại mình có nhiều con xịn hơn rồi. Thì con này nhìn qua kiểu dáng chút xíu nào. Đây kiểu bắn của nó đây. Mà em này trông có vẻ cũng không ưng cái dáng em này lắm. Nhưng mà thôi cứ quay siêu tầm đi. Quay ra ngoài con này bên nhà bên Bicilis nhé. Tiếp tục chui ra ngoài đứng vị trí số 2. Rồi thì chúng ta sẽ quay banner nhé. Còn banner cũ thì vẫn còn banner con Adele. Nhưng mà con này mình Adi này nhưng mà mình có rồi nhưng thôi bỏ qua. Vé thường có 8 vé không đủ gacha. Trái tim thì đủ nên là sẽ quay cái banner xong thừa thiếu bao nhiêu đi quay trái tim. Thì sẽ quay 10 vé đầu tiên nào. Cứ quay siêu tầm thôi. Chủ trương siêu tầm và tích bảo hiểm. Tại như sau mấy con này sẽ đến những con pregame, những cái con hệ hiếm ấy. Nên chúng ta sẽ cần một lượng tích điểm nhất định để phòng trường hợp đen. Phát này hụt rồi, giời ơi, có nổi được vàng không? Chắc là không được rồi. Cái ánh màu này chắc là không lên được. Thất bại. 10 phát đầu tiên thất bại. Thiếu tí kim cương ra nhận cái quà gacha tí chắc là đủ đấy. À này chưa đủ ạ, đi gacha bên trái tim trước cho đủ tích điểm. Nhận thêm 300 tim ở trong cái chỗ bên cái nhiệm vụ tuần là sẽ đủ đấy. Thì sao bên này quay sang banner trái tim một chút xíu nhé. Quay đủ 20 lần là đủ cái nhiệm vụ trong nhiệm vụ tuần là được. Làm sẽ đủ được 20 lần nữa thì thêm được 10 lần bên kia. Hôm nay có vẻ ngày vô duyên rồi, thì đến banner trái tim cũng không nổ được vào. Quay nốt 10 phát nữa đi để cho vận may nó dồn hết là banner mới đi. Cái này vẫn tiếp tục không ra, sẽ kỳ vọng rất nhiều sẽ ra ở cái banner con tướng mới. Giờ đi lấy tài nguyên để đi gacha tiếp nhé. Tôi sẽ quay trở về đây. Quay ở chỗ bên ngoài nhà chính nhận quà trong chỗ nhiệm vụ tuần đấy.
là được thêm 300 kim cương, là ứng cái một lần roll nữa. Thì đây có 3.000 là đủ rồi. 3.028 và dư có 28 kim cương. Quay tiếp banner nhé. Phát chưa không đổ, phát này phải nổ chứ. Chả lẽ hôm nay xui mức mà quay 40 lần không được phát vàng nào. Ô chết, không ra thật này. Đùa nhau chứ. Chán thật. Không ra phát nào mới sợ chứ. Đi thử vận may mở răm đùm tướng vậy. Khổ thế không biết này. Đây quay về trong chốt shop này. Xuống chỗ này mình đổi cái mảnh này. Cái này mà ra tướng tím nữa thì hôm nay mắc đen nhé. Cái này được một lần. Nếu mà ra tím thì phải đen lắm. Ra cam mình tạm chấp nhận. Đây được con cam. Nhưng con này nó có rồi, quy đổi thành cái mảnh thôi. Con này hiện tại mình cũng không có chơi nên ra nó mình không vui lắm. Để các bạn có đấy mình không có chơi. Tí mình đi mình nâng luôn lên chút xíu đi. Nâng cho nó khỏi quên. Ở chỗ nào mới có đấy ít chơi không biết là bay chỗ nào rồi. Ở đây ở dưới này. Đó, cứ coi như tăng sao chút xíu cho vui thôi. Chứ còn này không có chơi. Đợt này update thêm tí cái map đấy. Thì mình cơ bản đi cái map dễ thì thấy chưa kẹt. Nhưng mà chưa đi xong nhưng mà chưa kẹt. Còn map khó chắc là không biết nó giảm độ khó chưa thì không biết. Nên là khá là update thêm map rồi. Nhưng mà thôi từ ta giải quyết sau. Nói chung ở đây chủ yếu đi gacha thôi. Thì nói chung hôm nay là ngày gacha không thành công nên là phải nối tiếp video thôi. Thì ở thời điểm này mình vẫn còn có thể mua ở trong shop để được thêm mấy vé nữa. Mình còn mua được 6 vé nữa trong shop. Cộng với việc là banner còn nhiều ngày chắc ít nhất được thêm lần x10 nữa. Xong rồi tính sau đúng không? Thì về cơ bản như vậy. Nói chung một cái hôm mà gacha không thành công thì phải nối tiếp video bạn xem ngày khác thôi. Rồi ok, tiếp tục quay trở về game Nicky nhá. Lúc này mình lại gom được thêm một chút xíu, mình lại đủ thêm lần gacha rồi. Gần như cái này một những cơ hội cuối cùng thôi. Tại vì nếu không ra sợ không gom được kịp nữa. Nhờ tí cái quà thứ tinh tinh đấy. Quay chỗ gacha ở đây hiện tại nhé thì vẫn là con Alex này thôi. Nhưng mà đây hiện tại mình có 6.300 chắc đủ phát x10. Cái banner còn 8 ngày sợ không kiếm được nổi phát nữa đâu, chắc là được phát này thôi. Rồi tôi quay tiếp vận may tiếp vào banner con này thì quay sưu tầm thôi. Hy vọng sẽ ra nhé. Liệu có màu cam không? Thôi hỏng rồi. Có lẽ được lên cam không chứ tinh thần chắc chỉ đến tím rồi. Thất bại rồi, không lên được cam rồi. Thất bại. Ok. Không biết cái ngày cuối của banner có kịp nhây thêm một phát nữa không thì không biết nhé. Nhưng sang tiếp bên này xem nào. Banner thường có 14 thì làm phát đi. Đen banner này chắc có đỏ banner khác. Ô, đen nốt à. Không lên được cam rồi. Ra bên trái tim có đủ không nhé? Đường phát nữa. Chả lẽ ngày hôm nay không quay được phát nào ra cam? Tại tỷ lệ ra cam bên này cũng khá là cao đấy. Game này mình quay hầu như ngày nào sẽ ra cam. Đây phát này ra này. Kiểu gì cũng phải ra một cái bên banner nào đó. Hi hữu lắm có một ngày không ra phát nào. Để xem vận may ra có gì nhé. Elysian, con nào đây? Còn đi sell con này lâu lắm rồi, hiện tại con này mình không chơi. Nên là ra thêm nó thì cũng không vui lắm. Tại các bạn cũng không chơi mấy. Thử tí vận may chăng, quay về chỗ cái shop. Làm tí gacha chỗ shop nữa. Không biết có đủ một lần mở không nhỉ? Không đủ rồi. Ở đây mới được có, chỗ này vậy là vị trí mới được có. Ui 49 thì 50, ghét thế không biết được, thiếu một tí xíu nữa. 49 mới ghét thế nhỉ. 38 lần thì được thêm chút điểm. Nếu mà quay ra một con nữa thì có thể hy vọng được. Nhưng mà nó hơi ít. Thôi ít quá chả bỏ quay. Nối lúc khác quay tiếp đi. Thế là quay có 3 lần. Có 3 lần lẻ thì không bỏ. Thôi để mình gom hôm khác mình quay tiếp là nào hôm nay cũng đen rồi. Nối tiếp video bạn xem nhé. Ok, ở đây tiếp tục sang ngày mới nhé. Thì hôm nay có lẽ sẽ là cái hôm quyết định cuối của cái đợt gacha này. Tại vì căn bản là thời gian của gacha nó chỉ còn có mấy ngày thôi. Ở đây với banner con tướng mới đợt này, con Alex này, thì đây mình còn có 5 ngày. Và hôm nay mình được 3.000 kim cương thì 3.500 thì chắc quay nốt phát này là hết thôi. Thì sẽ quay nốt phát cuối nhé. Thì nếu may mắn nó ra được thì siêu tầm thôi, còn không thì cũng không kỳ vọng nhiều lắm. Mấy con này nó không phải con quá mạnh. Nó sẽ đi gacha nốt phát này. Thôi phát này hỏng rồi. Không lóe lên cam đúng không? Như vậy gần như là thất bại đợt này nhé.
Nhưng mà tiếp tục ở đây vẫn còn ít cái vé thường nữa, thì khi cái banner này nó hụt thì thường bên này sẽ trúng này. Ví dụ đây có 23 vé quay 2 phát x10 nhé. Mình còn một cơ hội nữa. Tiếp tục thêm lần x10. Ồ vẫn hụt à? À đây cái này vẫn lóe được, nó có tỷ lệ nổ mà. Cái này xem nổ mấy con nhé, được con. Ra con nào nào. Bên Elysian thì không biết con nào ngon luôn nhỉ. À con này được con Guillotini này, con này nó nằm trong cái team đánh tháp của mình nên con này lấy về cũng được. Rồi ok, chấp nhận được. Tiếp tục bây giờ xem bên trái tim còn không thì quay nốt phát trái tim đi. Bên này trái tim 128 tim quay nốt đi. Nó bỏ câu gacha. Có đổ thêm phát lên vàng không? Nếu tỷ lệ cao ra trắng với tím rồi. Không được không? Rồi, tiếp tục bây giờ chui ra ngoài làm thêm một phát random ở mấy cái túi nữa. Thì quay trở về trong chỗ cửa hàng này. Xuống phía dưới đây mua thêm cái tích điểm ở đây. Quay về túi này. Ở đây hiện tại tổng mình có là U94 không được hai lần nhỉ. Thôi, dùng tạm một lần vậy. Được thêm em này. Em này thì mình ít chơi con này nhé. Con này mình có rồi, ít chơi thì có chung lấy siêu tầm thôi. Còn bên cái tím, có tím có tỷ lệ ra được vàng đấy. Nhưng mà xác suất nó không cao lắm. Thử nhé. Được con tím thôi. Rồi ok, tiếp tục quay sang đây. Nâng cấp con này đây nè. Bây giờ còn 5 ngày nữa thì cái tỷ lệ mình kiếm đủ được 3.000 kim cương là hơi khó đấy. Bây giờ có 500 kim cương, nếu mình chịu khó đi cái tháp thì có thể mình sẽ cố được. Nhưng mà không biết có thời gian đi tháp không. Thì thôi mình cứ nối tiếp video các bạn xem nhé. Nếu mà tiện thì mình cố tiếp, còn không thì thôi thì có lẽ con này bỏ qua để chuẩn bị cho con mới. Còn tích điểm hiện tại thời điểm mình quay video này thì cái tích điểm mình đổi tướng chắc chắn thì mình đang có 320 rồi. Mình đang cố lên 400 thì sợ tới là mấy con pregame mình sợ không cố được ấy. Và con này cũng không dùng cái vé vàng này. Thì mình sẽ nối tiếp video bạn sang đoạn của hôm khác nhé. Ok nhá, giờ tiếp tục sang sự kiện tiếp theo nhá. Thì ở đây ra một banner mới rồi. Banner cũ coi như là không quay được tướng nhá. Ở sang banner này chút xíu hỏi tổ tư vấn một chút xíu thì con tướng này các bạn bảo lấy được và sẽ lấy về để thay cho các con ở trong cái đánh bot mình hay có cái team mà có dùng con volume thì bảo có thể dùng con này thay thế vị trí con volume cũng được. Nên là ra mình sẽ lấy nó về nhé. Và tất nhiên là lấy không được thì có thể dùng điểm đổi cũng được. Tại bây giờ hình đang có 300 bao nhiêu điểm rồi. Nhưng trước mắt cứ quay đi vì đang ngày đầu banner mà. Thì ở đây trong ngày đầu banner đây sẽ quay ở chỗ gacha ở đây mình được một lần x10. Còn đi xong sự kiện sẽ được thêm lần nữa, sẽ được thêm lần x10 nữa, chắc chắn là sẽ quay được 20 lần. Nếu giả sử nó không ra tướng thì có thể vét cố chắc được 30 lần. Còn không ra nữa thì chắc phải dùng tích điểm thôi. Thì giờ con này ở đây thì con này không phải hệ hiếm lắm nhé, nhưng mà nó dùng được thì chơi thôi. Thì ở đây con đi Killer Wild đây. Thì con này bên nhà Elysian ở vị trí số 1 hệ hỗ trợ, đúng không? Thì con này xem qua tí cái tạo hình của nó nhé. Đây là tạo hình bắn súng của nó này. Mình không thích cái con bắn kiểu nhịp nhịp này lắm, nhưng mà thôi bảo dùng được thì ta lấy thôi. Để tiến hành ra lấy nó về nhé. Tất nhiên có thể sẽ bị hụt nhé. Ở đây nó sẽ vào quay 10 vé đầu tiên. Banner còn 12 ngày nữa nên cứ thông thả thôi. Nó mà nổ luôn thì tốt. Thôi phát này tím và đen rồi. Oh, nhưng mà lóe lên cam rồi. Tức là cái này có tỷ lệ nó lóe mà. Phát này lóe được một con biết đâu trúng được. Ở bên nhà nếu mà ra con Elysian thì tỷ lệ rất cao sẽ trúng nhá. Còn nếu mà ra cái nhà khác thì chịu rồi. Để xem ra Elysian đúng không nhỉ? Tưởng đen là vẫn còn may mắn đấy. Nhưng mà xem đúng nhà không chứ mà đúng nhà không nữa. Ôi đúng nhà này, khéo đúng luôn đấy, khéo dính luôn đấy. Tỷ lệ cao khéo dính luôn đấy. Đây đúng không? Ui giời tuyệt vời. Nhẹ đầu rồi. Mặc dù con này bỏ có hữu dụng ấy, nhưng mà vì sợ mấy banner tới lại con mình cần nên là mình cũng không dám quay nhiều sao đâu. Mà mình cứ lấy một con về xong sau kiếm sao sau. Nên con này chỉ lấy một sao nhé. Còn đấy nó đóng vai trò hỗ trợ thôi. Con nào là đam thì mình cố gắng mình quay nhiều con một tí. Nhưng con nào đứng ở vị trí tấn công chính ấy, thì có thể mình sẽ quay nhiều sao một chút cho nó khỏe.
Còn những con này hỗ trợ tôi mình lấy một con về sưu tầm đã. Sưu tầm mà có thể cho vào team chính, xong mình nâng từ từ mình kiếm dần sau. Giống như ngày xưa mình chơi một số con như là cặp Tia Naga về sau mình lên 3 sao là cho giai đoạn sau này, hay cặp thỏ về sau mới lên được 3 sao. Chứ ở giai đoạn đầu tiên lúc mình mới lấy về mình không có nâng được, đúng không? Mình cứ lấy trước một con về để có con để chơi đã, xong sau từ từ kiếm thêm sau. Ok, như vậy thành công banner nha. Vậy so như là chốt xong đấy. Còn trong cái sự kiện này sẽ còn kiếm thêm được khoảng tầm 4 một lần x10 nữa thì để dành cho banner sau. Và banner là thành công rồi là ok rồi. Còn sang bên này xem có cái gì không, chỗ này mới được có 7 vé là tôi bỏ qua chứ. Có cái trái tim đây có 220 mấy trái tim thì quay 2 phát x10 này. Nên vậy nói chung là cái này có thể chốt video rồi đấy. Để ra cái này ok rồi. Con đấy thì thường mình đánh cho cái bot vui, nhưng mà tuy nhiên ở đây hiện tại thì giai đoạn này chưa xuất hiện bot nên là chắc là cũng không để mua các bạn xem được. Mà cho là lấy về mà tinh thần chung là tổ tư vấn bảo đáng lấy thì mình lấy thôi. Mà kể cả không đáng lấy mình vẫn lấy siêu tầm mà. Chả qua là đáng lấy thì lúc mà mình không ra được tướng mình dùng thêm cái vé vàng mình đổi. Còn đây trường hợp ra luôn rồi đỡ tốn vé vàng, để vé vàng để dành cho con sau. Và vận may đã dồn hết vào cái con kia rồi nên thành ra là hai phát này không ra gì cũng chấp nhận được. Quan trọng là ra là con banner rồi. Bây giờ đi ram đường thêm tí cái phát hê xui tí cái chỗ ram đường tướng ấy. Mình quay trở về shop mình lấy thêm được thêm hai lần ram đường không? Ở đây xuống chỗ hình cái kim cương này. Đổi tiếp cái mảnh ấy nhé. Ở đây bên chỗ vé tích điểm vì nó ra tướng rồi nên mình tích lên thành 330. Với chắc chắn là thêm một lần x10 nữa thì gọi là 340 tích điểm. Thì nói chung ít nhất ăn chắc còn con tiếp theo rồi nên mình không phải đổi con này. Thôi mình cứ để nguyên vậy thôi, vì đổi lên được 1-2 sao cũng chả đem gì. Mà thường nó mất công đổi lên được nhiều sao tí cơ. Nên mình sẽ không đổi cố mà cứ để vậy thôi. Xong chờ con sau không may nó đen mà lại cần dùng thì mình đổi tiếp. Nói chung cái điểm này mình chỉ đổi những con mà mình cảm giác phải cần dùng thôi nhé. Còn những con nào không cần dùng lắm thì thôi. Thì cứ đi siêu tầm ra được ra không ra được thôi. Còn con này cần nhưng mà do vé không có nhiều nên cứ gọi cho lấy một con được. Vì giai đoạn này mình cày chay mình không có nạp giai đoạn này. Bây giờ tức mình quay ở đây mình vào túi đồ mình gacha tiếp chỗ này nhé. Ở trong chỗ này ở đây hiện tại thì mình cũng chỉ đủ được một lần gacha thì hy vọng ra tướng cam nha. Ôi ra tướng tím nhưng không sao, chấp nhận được. Nhận thêm chút quà trong này nữa. Được thêm một vé thì vẫn được khoảng tầm 8 vé vẫn chưa đủ đúng không? Kim cương giờ chỉ để quay banner tướng thôi. Vì giờ tài nguyên ít rồi. Do bây giờ dẫn đầu đi map thì đi, cái map dễ thì đi hết rồi. Map khó thì khó quá không đi được. Nên này dẫn đến việc là cũng không có nhiều tài nguyên nữa. Rồi ok thì quay về đây tí nha. Chỗ này chắc là giới thiệu con nhân vật mới. Nhận tí cái quà khi mới có tướng. Nó lại chui đâu mất rồi nhỉ. Con đấy bảo đùng được thì mình sẽ cho nó vào trong bộ tướng nhé. Đây. Nhận chút kia được thêm khoảng tầm 50 kim cương. Rồi ok nhé. Đánh dấu sao rồi sau thì tăng thân mật lên tiếp. Thực ra tăng luôn bây giờ thì cũng được thôi. Nhưng mà kiểu quay ra tướng rồi thì mình không có vội lắm. Ví dụ mình cần thêm lần quay mình tăng thì lấy thêm cái mốc để tặng thêm kim cương ấy. Tiếp tục ở đây nữa bây giờ mình cho nó vào trong để kế thừa cấp. Mình cho vào trong chỗ outpost mình kế thừa cấp cho nó tí. Ở đây mình không biết còn cái vật phẩm mở ô miễn phí không. Mình vào chỗ Shinjo Ride này. Mình hết vật phẩm miễn phí rồi thì sao nhỉ. Rồi này mất kim cương nhưng mình có để chống sẵn hai ô chỉ lắp nó vào thôi. Mình có để sống chống sẵn hai ô rồi. Thì trong mấy con gần đây mình kiếm được thì chỉ có nó là con mình sẽ dùng thôi. Nên mình sẽ lấy đây lắp vào này vào. Nó sẽ thay con này sẽ đóng vai trò thay vị trí con volume là con nào nhỉ? Con volume nó bay đâu mất rồi. Đây con volume này, nó thay vị trí con volume này trong cái team của mình. Nhưng mà thường mình thì đánh boss cơ. Còn dạy ra đoạn đánh bình thường thì không dùng volume. Xong rồi sau cứ nâng dần dần lên thôi đúng không? Bây giờ chắc tài nguyên chả đủ nâng đâu, cứ từ từ mà nâng thôi. Trường hợp mà nâng chưa cao lắm thì chơi tạm volume tạm cũng được. Tại vì bình thường đánh ok rồi mà. Đây mình sẽ thay thế vị trí con volume mình đi này. Con volume thì cái lợi thế là một trong con 3 sao sớm của mình. Mà thậm chí lên cả được thêm cả 2 lõi nữa rồi đúng không? Tiếp tục ra sang bên này tiếp, mình sẽ không dồn volume nữa, mình chuyển sang con mới. Con mới là chui chỗ nào rồi? Em mới bây giờ đang rơi dao động ở chỗ vừa kế thừa cấp xong chắc là trên đấy nhỉ? Không nhìn thấy đâu rồi. À đây, nó ở chỗ này. Mình sắp lên được cấp 300 rồi. Con này đây đồ dùng đồ gì à? À đồ này à? Đồ này thì mình có sẵn hai món. À không, hai món này nó không cùng hệ không? Nó không cùng hệ. Mình xem có món nào cùng hệ đổi cho nó không nhé. Con này thì bên Edition ở đây toàn T, T với M, E thì không có. Có vẻ như mình không có không? Không có chắc là chưa lắp được luôn rồi. Thôi bao giờ kiếm được thì lắp sau nhé. Mình toàn thấy của hệ khác thôi. Ờ cái hệ này, cái nhà này có con nào cùng hệ không nhỉ? Mình thử lọc theo bộ lọc nhé. Mình vào bộ lọc mình lọc đi. Mình lọc theo nhà đi. Mình cho cái nhà Elysian này. Đây có mấy con này. Cái này mình nâng xong đồ cái gá cố định rồi không nói làm gì.
tự như là con bên này sao cũng cố định rồi. À đây nhà nó hình biểu tượng hình vuông vuông. À ok, như nãy mình nhầm hình biểu tượng thì phải. Còn con mới ở chỗ nào nhỉ? Không thì có thể lấy tạm ấy. À nhưng mà nó còn liên quan đến là con support đấy cơ. Không biết con nào có sẵn không? Đây mấy con này toàn con tấn công. Nhưng mà nhớ biểu tượng hình vuông vuông để xem. Tức là cái này là đúng đấy nhỉ? Thử đổi cái này xem nào. Đúng không? A no thì đấy không? À đâu, nhưng mà đấy là nhà khác đấy, nhà đặc biệt đấy nhỉ? Cái biểu tượng vuông này và cái biểu tượng vuông vuông kia là của nhà khác không? Ví dụ như cái này là biểu tượng vuông khác không? Cái hai biểu tượng giống nhau quá. Một cái là ô vuông kiểu vừa vừa đây. Còn cái kia biểu tượng ô vuông khác cơ. Ô mắt mình nhìn nhầm đấy, không phải đâu. Rồi ok, vậy thì chưa có rồi. À đây con này hỗ trợ này, ở lấy con này sang, gỡ 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 con này ra. Xong vứt sang con này là xong. Đấy là mình được luôn bốn bốn ba món luôn. Còn món nữa không biết kiếm ở đâu đây. Chưa có, có thể do mình chưa có, đây nhìn sơ qua không có. Thôi bao giờ có thì lắp sang nhé, biết được 3 món. Tớ thì vì sao mình up lên thì mình nâng lên đồ riêng ấy mà. Giờ tập này mới có đủ nguyên liệu luôn thôi. Nếu mà up thì chắc là up cái áo trước đi. Nâng level 5 mới cho mình lên đồ riêng nhé. Cho nâng cái tí. Cái cục này giờ cũng nhiều ấy. Tất nhiên là mình chưa có tẩy dòng đẹp ấy nên là cứ lấy từ từ thôi. Tiếp tục là nâng tiếp cái bên này. À không, nâng cái căng tay trước đi. Vì tưởng cái giày nó liên quan đến thủ nhiều hơn. Nhưng mà sợ không đủ tài nguyên lên level 5 thôi. Này một số cái đồ lấp lánh, cái đồ xịn xịn tí thì để lại tí đi. Không khác nâng tiếp. Còn về mặt kỹ năng của nó thì tôi chả biết nâng gì, cứ nâng từ từ được bao nhiêu thì nâng nhé. Chắc được vài cấp đầu, mấy cấp sau thì nâng từ từ sau thôi. Bây giờ không dùng volume nữa thì xem có cùng reset không, reset của volume vứt sang cũng được. Thường mấy con nào mình chơi mình cho mắc hết. Mình chả biết cái chiêu nào ngon hơn chiêu nào nhưng mà kiểu chơi thì cho mắc hết, mình xem thử có volume xem nó ở bên nào nhé. Chuyển bộ lọc ra quay về bình thường này. Chỉ có volume xem nào. Còn volume ở đây hiện tại hết hết cái sự kiện để reset kỹ năng rồi nên không rút ra được. Với còn volume bên gió cơ. Nhưng mà định lấy cái cục nâng cấp thôi. Volume mình chưa được cao lắm. Thôi ok, vì chưa có thì tôi từ từ nhé. Volume mình ngày xưa ở bên Tetra, bây giờ sang Elysian rồi. Rồi ok, thì nói chung là hôm nay có chung khép lại video này, mình kiếm thêm một em mới nhé. Em mới này, cái này nãy mình lấy một đồ ra lắp lại cho nó khỏi khỏi chấm đỏ. Còn con kia mình cứ nâng từ từ sau, bây giờ bỏ nâng luôn lập tức thì chưa nâng được. Thì hôm nay mình kiếm được thêm con Killer White đây. Con này trông cũng bình thường, nói chung là cũng gọi là chấp nhận được. Nhưng mà thực sự dùng thế nào thì chắc phải chờ được nào ra boss. Tại vì các cái team chủ lực của mình vẫn dùng cái cặp cũ thôi. Ví dụ là Tia Naga, xong rồi thì có gì nhỉ? Mà Tia Naga hoặc là dùng cặp thỏ thôi. Còn không, con này gần như không dùng đến nhiều con team đấy. Mà chỉ lúc đánh boss dùng 3-4 đội hình ấy, bắt đầu mới dùng cái con này. Thì đấy giờ xử lý sau. Và video này tạo thời gacha như vậy là gọi cho là cũng thành công tốt đẹp nhé. Ra là tướng sớm là lợi thế rất nhiều rồi. Còn do điều kiện không cho phép thì mình không lên sao nó nhiều. Mình sẽ kết thúc tạm thời video ở đây. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.